Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Presity, nhận franchise ở California, Oregon và Arizona. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì một tạp chí y khoa của Hoa Kỳ, trong đó có viện NIH cho biết là nhờ những cái phương pháp công nghệ thông minh của y khoa ngày nay mà các chuyên gia vừa mới phát hiện được một cái đột phá trong việc truy tìm một cái loại bệnh hiếm gặp từ trước đến giờ ở có thể nói là Hoa Kỳ nói riêng và cả thế giới nói chung, và đặc biệt là cái loại bệnh này chỉ xảy ra cho nam giới mà thôi. Thì đó là cái bệnh nó gọi là Vexus Syndrome, thưa quý vị. Thì cái vấn đề ở đây đó là khoảng 20 năm nay có một cái loại bệnh nó viêm nhiễm ở bên trong nội tạng mà chỉ bị nam giới bị thôi. Nhưng mà những cái triệu chứng đó thì lúc ban đầu các bác sĩ họ truy tìm từ cái triệu chứng, và khi mà thấy là những người bệnh nhân nam này á, bị sốt không rõ nguyên nhân, rồi bị những cái việc đông máu, rồi cái mô sụn phổi và mạch máu bị viêm với sưng. Mà một khi mà cái mạch máu bị sưng đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến và tàn phá những cái cơ quan khác. Nhưng mà tất cả những cái trị liệu, kể cả làm phương pháp chemo, cũng không có trị được cái bệnh này. Và 40% những ai mà mắc cái bệnh này đó, đàn ông, thì sẽ thường là bị tử vong. Cho nên là trong khoảng thời gian qua, các nhà khoa học họ đã thực hiện một cái cách khác, đó là họ không dựa trên cái triệu chứng nữa, mà bây giờ đó họ đi lấy tất cả database của những bệnh nhân nào mà viện NIH có ở trong cái hệ thống, đó là những cái việc mà những cái triệu chứng giống nhau, đó là bị sưng nội tạng ở bên trong, và họ truy tìm ra xem là có phải do di truyền thể hay không. Thì bất ngờ đó là họ phát hiện có 4 người không chuẩn đoán được bệnh gì cả, nhưng mà phát hiện là những người này họ bị một cái loại di truyền thể đột biến, thưa quý vị. Mà cái đột biến này đó là cái di truyền thể nó gọi là UBA1. Và khi mà phát hiện được là cái di truyền thể UBA1 này rồi đó, thì các nhà khoa học họ mới truy tìm chỉ riêng cái này thôi đó, thì họ đến bây giờ phát hiện được có 50 trường hợp ở Hoa Kỳ là bị cái bệnh này. Thì cái vấn đề ở đây đó là thưa quý vị, thường những cái người 50 người này đó, thì bây giờ sau khi mà chuẩn đoán được bệnh rồi thì mới phát hiện được là đa số họ bắt đầu bị cái tế bào máu của họ ở cái khúc nó gọi là myeloid cell đó, thì thường nó bị đột biến. Mà lạ là cái căn bệnh này không phải là những người này họ sinh ra họ đã bị cái bệnh này, mà thường là khi mà trưởng thành, bắt đầu bước qua cái tuổi 30 đó, thì không hiểu sao những cái tế bào máu nó bị đột biến và gây ra cái bệnh Vexus Syndrome này. Thì bây giờ đó, các nhà khoa học họ có một cái lý thuyết, đó là lý do vì sao thường đàn ông đó, họ bị cái bệnh những cái bệnh này, đó là bởi vì đàn ông họ chỉ có một cái X chromosome thôi, so với phụ nữ có 2 cái. Mà thường nếu một cái X chromosome mà bị đột biến, bị hư đó, thì nó không có cái X chromosome thứ nhì để mà thay thế, trong khi phụ nữ nếu mà bị hư một cái thì còn cái X chromosome khác để mà nó bù đắp qua. Cho nên đa số những cái loại bệnh mà khó chữa của đàn ông, chẳng hạn như cái hemophilia là cũng do cái X chromosome bị đột biến. Và bây giờ đó thì các nhà khoa học nói rằng sau khi mà đã tìm hiểu được cái nguyên nhân, thì có thể trong thời gian tới cái loại bệnh Vexus Syndrome này họ sẽ dùng cái biện pháp ghép tủy hoặc là chỉnh sửa di truyền thể, thì mong là điều trị được, bởi đây là một cái loại bệnh hiếm gặp mới vừa phát hiện được, không có phương pháp điều trị, thưa quý vị. Cơ quan CDC, cơ quan kiểm dịch Hoa Kỳ, hôm nay đưa ra khuyến cáo với những người phụ nữ mang thai và những người già không nên ăn thịt nguội, daily meat, thịt mà quý vị thấy họ làm khô, nhất là Ý,
pate xúc xích, nói chung là để lâu được đó. Mà quý vị đến các tiệm này và hầu như Walmart hay vào trong cái chợ nào cũng có cả đóng gói đó. Thì lý do thực sự thì họ, cơ quan CDC chưa tìm thấy cái nguồn của cái con vi trùng Listeria. Và cái loại này rất phổ biến lắm. Quý vị phải đun sôi thì nó chết, nó chịu nóng không được. Vì chịu nóng không được, chúng ẩn mình ở bên trong những cái gói thịt, người Việt Nam mình hay gọi là thịt nguội đó thưa quý vị. Thì ghi nhận rằng nếu ngày hôm nay cơ quan CDC nói, nếu quý vị mang thai và quý vị trên 65 tuổi ngay trong khoảng thời gian này nên né thịt nguội. Bởi vì trong số này có con vi trùng Listeria. Listeria đối với người bình thường thì quý vị ăn, thậm chí một người khỏe nó chẳng thấy gì cả, nó hơi nhói nhói bụng, cảm thấy nó khó tiêu tí thôi. Bởi vì đây là cái con vi trùng tấn công cái đường ruột mình. Nhưng mà riêng với người phụ nữ thì cơ quan CDC nói trong trường hợp nặng đó là nó giết cái bào thai luôn và dẫn đến cái tình trạng mà hư thai trong người phụ nữ. Riêng với người già thì những người già mà hệ thống miễn nhiễm mà đã yếu rồi, đây là bản tin đáng chú ý, bởi vì trong cái thời gian COVID này thì nó càng gây ảnh hưởng thêm cái hệ thống mà kháng thể của người già nữa. Cho nên một lần nữa, nếu quý vị quan tâm thì nếu mà nghe được tin này, đừng nên mua thịt nguội. Thật sự nhiều người cũng thèm, buổi sáng ăn một miếng cheese với một miếng salami hoặc là xúc xích nó cũng ngon như thường thưa quý vị, nhưng mà bây giờ thì nên né tránh. Ở Santana, không biết vì lý do nào, đây là một thành phố cổ và trong thời gian qua chúng ta đã nghe thấy trong những cái dự án mà xây dựng ở Santana, bây giờ họ đang phá đi những cái khu nhà cũ kỹ để mà họ xây thành những cái building cho thuê mướn. Giá nhà Santana hiện nay cao rất nhiều ở quận Cam này. Và mới đây, và hôm qua họ, trong lúc họ đào để mà làm một cái hệ thống cống, họ tìm thấy xương người nữa thưa quý vị, ở bên lề đường. Thì xương người này hiện nay đang được kiểm tra xem có phải là từ những cái vụ án mạng trong quá khứ, bởi vì thấy xương này là rõ ràng là từ người mà ra, hay là của những người mà gốc da đỏ, thổ dân của Hoa Kỳ trước đây. Thì cuộc điều tra trước đó vào tháng rồi họ đã tìm thấy những cái thi hài, hài cốt ở bên dưới thềm đất luôn nữa. Và họ sau khi thử nghiệm DNA, họ khám phá đây là người thuộc thổ dân da đỏ từ trước sống ở đây mà cả bao nhiêu, cả trăm năm rồi, bây giờ nó vẫn còn ở thế này. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cái đám cháy gọi là Silverado Fire đó mà bùng phát vào hôm thứ Hai gần ở tại Irvine, mà khi đó công ty điện Edison họ nói rằng qua khi sau khi mà điều tra thì họ phát hiện là một cái đường dây của công ty Vĩnh Liên bị cây quật đứt, rồi cái đường dây đó nó lại quật trúng cái đường dây điện cao thế của Edison nằm ở phía trên, cho nên là từ đó nó bắt lửa. Nhưng mà bây giờ đó, các giới chức họ nói rằng một phần cũng là do công ty Edison đã quá chậm trễ trong cái việc mà ngắt điện ở những cái nơi này, bởi vì họ nói cái việc mà gió Santana lớn rồi cái thời tiết hanh khô là đã được báo động trước từ hồi cuối tuần, và bắt đầu ngày thứ Hai là chúng ta đã thấy gió nó rất là lớn. Thì các giới chức họ nghĩ rằng Edison phải đã có những cái kế hoạch là phải ngắt điện, nhưng mà phía Edison thì họ nói rằng họ không muốn cúp điện của khách hàng, bởi vì cái việc mà cúp điện đó là chẳng đặng đừng, họ không có muốn một tí nào cả. Tính đến tối ngày hôm qua đó thì có khoảng 2.000 gia đình ở tại cái khu vực cháy của Silverado Fire vẫn còn bị mất điện. Nhưng mà nếu mà Edison họ nói so với cái lượng khách họ có là 5 triệu người ở quận Cam thì đây là một cái con số rất là ít. So với cái việc mà công ty PG&E ở miền Bắc hiện nay vẫn còn khoảng chừng hơn 100.000 khách hàng bị cúp điện do cái đợt cháy vừa rồi. Và phía PG&E thì đang chuẩn bị tiền bạc để mà đóng phạt, bởi vì họ không những cái thiết bị điện của họ đó họ không có chuẩn bị kỹ càng để mà gây ra những cái đám cháy lớn trong năm qua ở tại miền Bắc California. Tình trạng mà những người dân Mỹ lo sợ, thứ nhất là bạo động có thể xảy ra ngày bầu cử, COVID-19 đang tăng. Một lần nữa họ đi mua đồ để dự trữ, thưa quý vị. Bản tin mới nhất chụp một bức ảnh ở trong một cái shell, những cái khu vực mà bán, đặc biệt là đồ để lâu.
trong đó đồ củ mễ rồi những cái vật của người Mỹ họ mua bánh mì đó, pantry phần lớn nhiều có thể để lâu được, mua sạch hết rồi. Và họ nói rằng cái số này nó tăng cả 1000% so với trước Covid-19. Covid-19 mình đã nhiều người đi mua rồi, bây giờ họ tiếp tục dự trữ, họ sợ, và đặc biệt đó cũng đang vào mùa đông nữa, họ sợ những cái vụ bão tuyết đó. Thì đó là tình trạng hiện nay. Mời quý vị vào trong trang nhà luocsaigontv.com tiếp tục đọc. Chúng tôi có những cái phần tin tức đăng ở trên trang mạng này, livestream cũng ở trên trong trang mạng luocsaigontv.com luôn quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.